Xin chào các khán giả của kênh Thể thao 5.1 và các member của group Thể thao 5.0. Manchester City đã gây ra ấn tượng quá lớn ở vòng 16 đội của Champions League, họ bị cầm hòa 1-1 trên sân của RB Leipzig. Nhưng trở về sân nhà, đại diện của nước Anh đã trở lại quá mạnh mẽ bằng chiến thắng 7-0 với sự tỏa sáng rực rỡ của Erling Haaland khi ngôi sao người Na Uy đã có được 5 bàn thắng vào lưới đối thủ. Trong 4 lần gần nhất đối đầu với các đội bóng của Đức, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola thắng 2 và hòa 2 trận. Bayern Munich đã chơi rất hay ở vòng đấu trước. Họ thắng 1-0 trên sân khách trước Paris Saint-Germain ở trận lượt đi vòng 16 đội, thậm chí đội bóng của Đức đã tiếp tục có được chiến thắng 2-0 trước nhà đương kim vô địch Ligue 1 ngay tại Alliance Arena trong trận lượt về. Để lọt vào vòng tứ kết lần thứ tư liên tiếp kể từ mùa giải năm 2019 đến năm 2020. Hai cái tên lừng lẫy của bóng đá châu lục đã từng gặp nhau trước đây. Hùm xám chỉ giành được 2 trận thắng trong 6 lần đối đầu với Manchester City ở tất cả giải đấu. Và họ không thắng trong 2 trận gần nhất trước The Citizen. Ngoài ra, ở 4 trận đối gần nhất giữa hai đội, Bayern Munich thua đến 3 trận. Đáng chú ý là Bayern Munich đã không thắng trong các trận tứ kết lượt đi Champions League trong 2 mùa giải gần nhất, thua 2. Hơn thế nữa, thành tích sân khách của Hùm Xám cũng khá thất thường khi họ thắng 2 nhưng cũng để thua 2 ở 4 trận gần nhất. Lựa chọn sáng nhất trong trận đấu này là Man City chấp 1/4 trái hiệp 1. Chúc các anh em may mắn!